Ok, chào các bạn ha. Ở bài học này mình sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp tiếp theo, đó chính là phương pháp Grooming ha. Đây chính là cái phương pháp phải rãnh thôi. Ok, phải rãnh nha, lưu ý trường hợp này là phải rãnh hở nha. Lưu ý rãnh hở thì mới sử dụng được cái trường hợp này ha. Ok rồi, mình đi vào. Thì đầu tiên các bước ví dụ như thiết lập sản phẩm này, thiết lập phôi với hệ trục tọa độ là mình đã thiết lập rồi ha. Thì những cái bước này này mình đã nói rất là nhiều rồi. Ở cái phôi này thì mình vẽ trên phần modeling nhá, thì mình chưa đưa về hệ trục tọa độ cũng như là thiết lập cockpit này ha, các bạn cứ tải về mà thực hành. Ok, còn cái rãnh này này, trong cái trường hợp này có hai cái rãnh, thì trường hợp là sử dụng grooming nhá thì chỉ được phai ra được cái rãnh là rãnh hở ha, còn trường hợp cái rãnh kín này này thì phải sử dụng cái phương pháp, đó chính là phương pháp Panada profile này ha. Ok rồi, mình sẽ đi vào hướng dẫn các bạn như sau. Làm tương tự thôi, các bạn cứ làm tương tự. Ok. Rồi. Tiếp tục, bạn chọn là tạo cho nó con dao. Ok. Ở đây là mình đã tạo cho nó cái mâm dao rồi này. Rồi ở đây bạn tạo thêm cho nó cái hốc chứa dao cho mình ha. Ok. Hốc chứa dao này. Ok. Số 2 nhá. Rồi. Bây giờ mình sẽ tạo cho nó cái con dao ha, grid tool này. Ok, ở đây là lưu ý trường hợp là sử dụng phương pháp grooming thì bạn phải sử dụng con dao này ha, cutter này ha, phương pháp ra dùng con dao này mới được ha. Tùy vào từng trường hợp, tùy vào phôi mà mình sử dụng con dao nào cho nó hợp lý. Trường hợp này thì mình sử dụng con dao cutter này là hợp lý ha. Ok, chọn là tên này. Ok, rồi ở đây chú ý cho mình, trước khi mà bạn đi thiết lập cho nó con dao á, thì bạn phải đo nhé, đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Rồi ok, để xem chiều cao của cái này là bao nhiêu nhé. Ok, chiều cao phôi là 8 này, hấp ly. Ồ, chiều dài của nó là bao nhiêu, 5 ha. Ok, bây giờ bạn thiết lập làm sao cho nó hợp lý ha. Thì ở đây được cái D, D thì mình để tầm cả 20 là ok, D là 20 là ok rồi, bởi vì cái phôi của mình là có 5 thôi mà. 5 thì một nửa để bắn, một nửa đường kính là mới có một nửa đường kính là 10 thì mới đi chưa tới một nửa, 1/4. Ok, còn cái ND, ND là cái cán dao thôi, cán dao thì bạn chọn cho nó bằng 10 nhá, thiết lập làm sao cho nó hợp lý nhé. Đây nhìn vào cái hình này đấy, nhìn vào cho cái hình này. Rồi ok, cái L chiều cao không cần này, và cái FL này là rất quan trọng này, lúc mà bạn chọn làm sao chọn kiểu gì chọn, nhưng mà cái FL này nó phải nhỏ hơn cái chiều chiều dài của cái chiều dài của cái rãnh này ha. Thì cái rãnh này cao 8 mà ở đây FL là 13 lận, thì mình phải thiết lập cho nó nhỏ lại. Thì ở đây bạn chọn cho nó là 13 8, thì ở đây bạn chọn cho nó cái rãnh này cao tầm khoảng 4 thôi, con dao này dày 4 thôi đúng không. Thì một nhát cắt đầu tiên thì nó mất 4 ly rồi, 4 mm rồi đúng không. Rồi ok, tool number này, các thông số này thiết lập cho nó ha. Ok, holder này, cho cái cán dao này, delivery này, chọn này, milling này. Ok rồi, số 1 này. Ok, là một cái cán dao bất kỳ đi, display để thể hiện này. Ok, cán dao trường hợp thì tùy vào cái trường hợp công ty của các bạn dùng cái cán dao như thế nào nhé. Trong này rất là nhiều cán dao, trong thư viện rất là nhiều ha. Rồi ok, tạm thời là cái con dao như vậy đi. Rồi bạn chọn vào mục là Geometry View này, bạn vào Application này, Manufacturing này, chọn là Grid Operation này, chọn là phương pháp, đó chính là phương pháp Grooming này ha. Ok rồi, dao này, cockpit này, metal này. Ok rồi, ở mục bạc này nó đã chọn cho bạn ha. Ok, không cần. Còn cái mục này thì đó chính là cái mục quan trọng nhất ha, Grooming Geometry. Đây chính là bạn chọn cho nó cái rãnh, thì ở đây bạn chọn cho mình là View 3D ha, chọn cho nó nhanh. Ok, nó sẽ tự động loát cho bạn. Ok, thấy không? Nó sẽ tự động bắt cho bạn cái rãnh này. Rồi ok. Đấy. Đó là cái rãnh, xong cái rãnh ha. Ok, còn cái mục Check này thì bạn có thể chọn chọn vào cái phôi này hoặc là không cần thiết cũng được. Thì Check thì đó chính là tránh cái trường hợp là dao nó đâm vào cái phôi, đâm vào cái sản phẩm của mình đấy. Ok. Rồi, phương pháp tool này, rồi con dao chữ T ha. Ok rồi,
Pat setting này, phương pháp hay thô này, step over bước xì dọc ngang này. Thì bạn chọn cho mình là con tăng ha, chọn cho mình là tầm gần 60% đường kính giao thôi. Rồi ok, cắt lever này, bạn thiết lập cho nó. Thì trong này chú ý cho mình nhớ một lever sequencing này, đó chính là các cái phương pháp. Ví dụ như ở đây, mình đưa về hướng nhìn ISO cho bạn để nhìn ha. Thì là chú ý cho mình này, theo nó cắt qua các kiểu cắt, ví dụ như kiểu kiểu ceiling to floor này, chính là nó cắt từ trên xuống dưới ha. Tương tự cái này thì nó ngược lại từ dưới lên trên này, còn cái center to sliding này đó chính là nó từ giữa ra mặt đáy, từ giữa từ giữa này ra ra đáy, rồi sau nó quay ngược lại ha. Tương tự các cái phương pháp này thì nó chạy, cái này là nó chạy từ giữa ra một phía này, từ giữa ra mặt đáy này, mặt đỉnh thôi này, nó chỉ chạy một nửa phần trên này, cái này nó chạy một nửa phần dưới này. Thì ở đây bạn chọn cho mình là cái đầu tiên ha, chạy từ trên xuống dưới cho nó ổn. Ok, từ trên xuống dưới này, đây chia làm 3 nhát cắt. Thì đây bạn chọn cho mình là ở mục deeper cut, chọn cho mình là constant ha, nhập cho mình là phần trăm, đó chính là 60% là cái con dao. Ok, loát được dao này rồi. Cố tình và parameter bạn thiết lập cho nó tóc ở đây là bạn chọn cho mình là cắt thuận đi ha. Ok, cắt ever thì ở đây bạn chọn cho mình là deep cut này, tóc lượng dư đây đi tinh luôn để không đi tinh luôn ha. Con tay mình này tích vào cái mục check order này ha, trường hợp mà dao nó bị cấn cạ vào thì nó báo. Ok, đó chính là cái mục cố tình parameter. Bạn vào mục nâng cố tình parameter này, thiết lập ra vào dao này. Thì trường hợp này thì thiết lập ra vào dao thì đây là vào dao theo kiểu đường thẳng này, ra vào dao theo kiểu đường thẳng luôn ha, sharpie. Ok, mục ở đây thì trường hợp này bạn chỉ việc tích vào cái mục check này ha, check và thạm dao với cán dao. Ok, còn cái mục vôi đen này thì những cái trường hợp sử dụng con dao enmil mình có nói là vôi trong mặt điểm ra ngoài đục Z ha, nhưng trường hợp này là mình không cần ha. Ok, ở đây bạn chọn cho mình là cái small thing. Ok, traffic. Rồi ok, cái mục này không cần ha. Rồi, cho nó cái tốc độ chạy này. Đây là 2000 nhá. Ok, calculation để tính toán. Ok, bắt lại đường dây dao. Rồi, general tính toán đường dây dao. Ok, nó bị va phạm rồi. Nó bị va phạm dao rồi. Ok, bây giờ mình sẽ chọn lại cho nó. Thiết lập lại. Thiết lập lại một chút. Thiết lập lại một chút ở mục deep cut, ở mục deep cut nó bị lỗi ở phần deep cut ha. Đây, deep cut là mục cắt lever này. Ở đây bạn chọn cho mình là cắt theo mili đi, mm đi ha. Đây bạn nhập cho mình là 2 đi, chiều sâu mỗi lớp cắt là 2. Ok, tương tự phía ngoài thì bạn nhập cho mình là ở đây bạn chọn cho mình là pay ha, cắt cho các lát cắt này. Ok, số lát cắt là 2 này. General tính toán là đường dây dao xem nó có bị lỗi nào. Between in portal hover portal between, cái này là lỗi đây. Mình verify đi xem nó bị lỗi chỗ nào. À đây, cái đường kính của con dao nó khá là nhỏ. Đây, lỗi chỗ này. Lỗi này là lỗi con dao các bạn. Bạn edit lại con dao cho mình ha. Edit lại cho mình. Cái đường kính con dao này nó nhỏ quá. Ôi, hồi nãy mình chưa chỉnh sửa này, thấy không? D bằng 10 thì chết rồi. D bằng 10 là sai rồi. D bằng 10 mà để cho mình là 30 đi ha. Ok, cái ND. Cán dao. Rồi. Hồi nãy là mình để 20 mà sao nó lại nhảy ra có 10 không biết nữa. Chắc khi nãy mình nhập nhầm đó. Ok, xin lỗi các bạn ha, xin lỗi phần đấy, lỗi chỗ đấy đấy, lỗi con dao. Rồi general này đấy, bây giờ là ổn rồi này. Hồi nãy là mình cái đường kính con dao đấy, đấy đấy là cái phần quan trọng ha. Mình đã nói lại, nói đi nói lại rất nhiều nhiều chỗ đấy rồi, cái con dao nó là rất quan trọng. Hồi nãy mình tạo con dao theo mình tích vào cái mục check holder đó, tại vì nó bị cấn vào cái chỗ này, cấn vào phôi này thì nó báo theo. Ok, ở đây bạn có thể mô phỏng xem thử. Đấy, bạn nên tích vào cái mục check nó ha,
để mình biết được sai phạm chỗ nào. Đấy, ok, khá là sạch ha. Rồi, ok, như vậy là mình đã hướng dẫn ra xong các bạn ha. Cái phần là Gromulin nha, phần này là rất quan trọng này, chú ý cho mình nha. Đây, bạn phải đo chiều dài chiều rộng này, chọn cho con dao cho nó thích hợp ha. Còn cái rãnh này thì bạn sử dụng phương pháp, đó chính là phương pháp Palanda Profile này ha, sử dụng tương tự và dùng con dao chữ T này luôn ha để đi cái rãnh này. Ok, các bạn cứ thực hành ha, thực hành cái rãnh này, nếu mà không hiểu thì có thể liên hệ mình. Ok.